Một số khu vực của Cộng hòa Séc và Ba Lan đang phải hứng chịu những trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử gần 3 thập kỷ qua. Hàng nghìn người đã phải sơ tán trên khắp Cộng hòa Séc và Ba Lan do lo ngại lũ lụt gia tăng sau những trận mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực Trung Âu trong ngày 15 tháng 9. Tại Cộng hòa Séc, cảnh sát cho biết 4 người đã bị nước cuốn trôi, hiện vẫn mất tích. Trong khi đó, hơn 10.000 người đã phải sơ tán do lo ngại lũ lụt gia tăng. Khoảng 250.000 ngôi nhà bị mất điện do gió mạnh và mưa lớn. Các nhà chức trách Séc đã ban bố cảnh báo lũ lụt cấp cao nhất tại gần 90 địa điểm trên khắp đất nước và ở hai khu vực Đông Bắc ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong những ngày gần đây. Đặc biệt, tại thành phố Opava, lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng thuyền để sơ tán 10.000 người dân trong các khu phố bị ngập lụt đến nơi an toàn. Thị trưởng thành phố Opava cho biết, tình hình còn tồi tệ hơn so với trận lũ lụt nghiêm trọng gần đây nhất vào năm 1997. Thủ tướng Séc Fiala nhấn mạnh, các cơ quan chức năng cần tập trung vào việc cứu người và kịp thời sơ tán người dân ra khỏi các vùng lũ lụt. Những gì bạn thấy ở đây còn tồi tệ hơn cả năm 1997, và tôi không biết chuyện gì nữa sẽ xảy ra vì nhà tôi đã ngập dưới nước rồi. Không biết còn có nhà mà về không nữa. Nhà chúng tôi ở bên này sông, bên kia ngập rồi. Giờ thì chỉ chờ nước ngập nốt bên này thôi. Thành phố đã ngập cả rồi. Chỗ này chưa ngập nhưng mà cũng sắp ngập. Tủ lạnh, giày dép trôi khắp nơi. Không biết cái gì sẽ xảy đến nữa. Internet mất rồi, điện cũng mất rồi. Giờ thì chúng tôi chỉ còn biết chờ cứu hộ thôi. Ba Lan cũng đang phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng. Một người đã tử vong, trong khi khoảng 1.600 người đã được sơ tán khỏi Klotzko, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ. Mực nước sông tại đây đã dâng lên tới 665cm vào sáng 15 tháng 9, cao hơn nhiều so với mức báo động là 240cm. Con số này vượt qua kỷ lục được ghi nhận trong trận lũ lớn vào năm 1997. Hiện nguồn cung cấp năng lượng và thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ở một số khu vực. Các lực lượng cứu hộ đã được huy động, trực thăng cũng đã được điều động đến tỉnh Opolskie để giải cứu những người dân mắc kẹt trên nóc nhà. Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan tuyên bố, chính phủ Ba Lan có kế hoạch ban bố tình trạng thiên tai do lũ lụt đang diễn ra ở các tỉnh phía Tây Nam. Các nhà khí tượng học cảnh báo, tình hình lũ lụt vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn vì mực nước ở hầu hết các con sông trong khu vực đang dâng cao và nhiều trận mưa lớn có thể tiếp tục trong những ngày tới. Tại Áo, toàn bộ tiểu bang liên bang Hạ Áo ngày 15 tháng 9 đã được tuyên bố là khu vực thảm họa do mưa lớn. Tại thủ đô Viên, nước sông đã tràn vào thành phố. Một số tuyến tàu điện ngầm, đường cao tốc đã bị đóng cửa. Chính quyền cảnh báo người dân nên ở nhà nếu có thể. Theo dự báo thời tiết cho thấy, mưa lớn sẽ còn tiếp tục đến thứ ba. Ở nước láng giềng của Áo là Đức, một số con sông ở Munich và biên giới với Áo cũng đã tràn bờ, gây ngập lụt nhiều nơi trong vùng. Dự kiến mưa ở Đức sẽ tiếp tục tới tối thứ hai, 16 tháng 9.